Ông Zelensky cảnh báo Nga tăng cường tấn công dịp Giáng sinh. Ông Zelensky cho rằng Nga sẽ tăng tấn công Ukraine dịp Giáng sinh sắp tới, kêu gọi người dân chú ý báo động không kích và hỗ trợ lẫn nhau. Trong thông điệp qua video tối 23 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã gặp các chỉ huy quân sự hàng đầu của mình để đánh giá về tình hình chiến sự hiện nay và chính phủ Ukraine đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau nếu Nga tấn công và sẵn sàng đáp trả khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, các lực lượng Nga có thể đẩy mạnh những hoạt động của mình. Ông nói, họ không quan tâm đến các giá trị cơ đốc giáo hay bất kỳ giá trị nào khác liên quan. Lãnh đạo Ukraine cũng đưa ra cảnh báo gay gắt bất thường đối với người Nga, tuyên bố các công dân Nga cần hiểu rõ ràng rằng mọi hành động sẽ nhận được phản ứng tương ứng những ngày gần đây giới lãnh đạo quân đội ukraine đã nhiều lần cảnh báo về khả năng nga mở các cuộc tập kích tên lửa mới nhằm vào cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp năng lượng của nước này vốn đã bị tàn phá nặng nề hôm qua quân đội ukraine cho hay một đơn vị hải quân nga đang được triển khai ở biển đen trong đó có cả chiến hạm trang bị tên lửa hành trình đồng thời moscow cũng gửi quân tiếp viện đến tiền tuyến ở miền đông và miền nam ukraine đối phương đã tăng khối lượng vận chuyển binh lính thiết bị và đạn dược bằng đường sắt đến các khu vực chiến đấu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine tuyên bố, các địa điểm chiến đấu chính là những khu vực xung quanh thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở miền Đông, cũng như các thị trấn Andrivska, Kubiansk, Limans ở Donbass. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân tiếp viện Nga cũng được phát hiện tại miền nam đất nước. Đến thăm Trung tâm Sản xuất Vũ khí Tula của Nga ngày 23 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng tăng cường sản xuất và đảm bảo quân đội nhanh chóng nhận được vũ khí, trang thiết bị cần thiết để chiến đấu ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng ngày đã đến thăm nhà máy vũ khí Klasnikov ở Izhevsk và cho biết nhà nước sẽ tăng đáng kể đơn đặt hàng vào năm tới. Sau 10 tháng, Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, xung đột vẫn chưa hạ nhiệt. Ông Peskov hôm 23 tháng 12 nói rằng Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phi quân sự hóa Ukraine, một trong những mục tiêu ông Putin nêu ra khi phát động chiến sự. Trong khi đó, phương Tây đã tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và công bố gói hỗ trợ mới trị giá 1,85 tỷ USD, trong đó có hệ thống phòng không Patriot. Nga nói đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine xa rời thực tế. Nga nói không biết Ukraine đang chuẩn bị cho một kế hoạch hòa bình, nhận định những đề xuất gần đây của ông Zelensky xa rời thực tế. Quyền Trish ngày 22 tháng 12 dẫn nguồn thạo tin từ Mỹ và châu Âu cho biết, giới chức Ukraine đang nghiên cứu các đề xuất về một công thức hòa bình được Tổng thống Volodymyr Zelensky trình bày trong chuyến thăm Mỹ với người đồng nhiệm Joe Biden và có thể được công khai vào tháng 2 năm 2023. Khi được hỏi về công thức hòa bình này của Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23 tháng 12 nói Nga chưa nhận được thông tin. Ông Peskov cho rằng những đề xuất về giải pháp hòa bình gần đây từ Ukraine là không phù hợp. Chúng tôi đã nghe những tuyên bố của Tổng thống Zelensky về nhiều bước về kế hoạch hòa bình. Tuy nhiên, tất cả những gì ông ấy nói tới nay đều xa rời thực tế. Yếu tố vốn không thể phớt lờ, người phát ngôn Điện Kremlin nói. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã đề xuất công thức hòa bình gồm 10 điểm trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden. Ông Zelensky hy vọng công thức hòa bình này sẽ dẫn tới các đảm bảo an ninh chung trong nhiều thập kỷ tới, song không nêu chi tiết. Trước đó, ông Zelensky đưa ra công thức hòa bình Ukraine khi phát biểu trước các lãnh đạo G20 hồi tháng 11, trong đó yêu cầu Nga phải rút toàn bộ quân khỏi các khu vực Ukraine tuyên bố là lãnh thổ của họ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi kế hoạch đó là không thực tế và không thỏa đáng, đồng thời chỉ trích bài phát biểu của lãnh đạo Ukraine hiếu chiến và bài Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 12 nói, nước này sẽ cố gắng đảm bảo xung đột Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt và chắc chắn sẽ sử dụng giải pháp ngoại giao. Sau gần 10 tháng nổ ra chiến sự Nga-Ukraine, xung đột vẫn chưa hạ nhiệt. Kiev kể từ tháng 8 đã liên tục thực hiện chiến dịch phản công, trong khi Moscow tăng cường tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Các cuộc đàm phán của hai bên cũng đình trệ từ cuối tháng 3 khi không tìm được tiếng nói chung về các điều kiện chấm dứt chiến sự. đại sứ trung quốc tại eu mỹ hưởng lợi từ xung đột nga ukraine cuộc xung đột giữa ukraine và nga đã đặt trung quốc vào vị trí khó lựa chọn khi coi cả hai bên tham chiến là bạn trong khi mỹ đang hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này đại sứ trung quốc tại liên minh châu âu eu nói chúng tôi tự thấy đây là thiệt hại ngoài dự kiến của cuộc khủng hoảng này cả nga và ukraine đều là bạn tốt vì vậy chúng tôi không muốn phải lựa chọn giữa những người bạn đó là điểm xuất phát trong lập trường của chúng tôi Ông Phó Thông, người mới được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại EU trả lời sao China Morning Post trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 23 tháng 12. Khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay, sự kiện này cũng trở thành điểm nóng gây chia rẽ dư luận. Phương Tây bao gồm EU nhận định đây là cuộc chiến do Nga phát động và lên án Moscow, đồng thời ủng hộ Ukraine cả về lời nói lẫn các khoản viện trợ thực tế. Trung Quốc trong khi đó duy trì mối quan hệ với cả Nga lẫn Ukraine và EU và thường được kỳ vọng có thể đóng vai trò trung gian hòa giải. Các bên cũng muốn Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của họ để tác động lên Nga. Nhưng theo lời đại sứ Phó, thì cuộc xung đột Ukraine đã đặt Trung Quốc vào một vị trí rất khó khăn khi Bắc Kinh không muốn lựa chọn ai trong số những người bạn. Ông thừa nhận là cuộc khủng hoảng Ukraine đang trở thành vấn đề trong mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Ông Phó khẳng định một trong những ưu tiên của ông trong vai trò đại sứ Trung Quốc tại EU là phi chính trị hóa mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc. Ông nhắc lại rằng Trung Quốc đã kêu gọi giải pháp hòa bình từ ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi xung đột nổ ra. Trong ngày thứ hai sau khi chiến dịch trên khởi động, đã có một cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Trong trao đổi ấy, Chủ tịch Tập đã nói về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Nhưng người ta có xu hướng lãng quên chi tiết đó, nhà ngoại giao này nói, trong khi khẳng định Trung Quốc không gặt hái lợi ích gì và cũng không mong muốn cuộc xung đột Ukraine kéo dài. Ông Phó cũng nói Mỹ đang là bên hưởng lợi thông qua việc bán vũ khí và kiếm tiền từ cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Theo đó, vị đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh điều quan trọng là chấm dứt giao tranh, đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm tránh thiệt hại về con người. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một số nước hoặc một số người tại vài quốc gia nhất định không muốn thấy chấm dứt thù địch. Khi được hỏi về việc liệu Ông có nghĩ Mỹ muốn chấm dứt xung đột hay không?" Ông Phó nói thêm, "Đó là đánh giá của chúng tôi. Chúng tôi biết một số người đang hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này, họ đang bán số lượng lớn vũ khí và thực tế liên quan đến tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng đó, chúng tôi biết ai đang thu lợi từ cuộc khủng hoảng năng lượng mà các nước châu Âu đã phải trải qua." Nghị sĩ Nga phương Tây cuối cùng sẽ tỉnh giấc buộc ông Zelensky đối diện thực tế. Sớm muộn, các chính trị gia Mỹ và châu Âu sẽ buộc Tổng thống Ukraine Zelensky phải đối mặt với thực tế và ngồi xuống bàn đàm phán với Nga, một nghị sĩ cấp cao Nga phát biểu ngày 23 tháng 12. Cảm giác e ngại và lo sợ đã trở thành hiện thực ở châu Âu và Mỹ. Chúng ta nên tính đến điều này và hy vọng sớm muộn các chính trị gia có trách nhiệm sẽ tình giấc để nói chúng ta hãy cùng hạn chế những khả năng của ông Zelensky và buộc ông ta đối mặt với thực tế để ngồi xuống bàn đàm phán. Ông Trigori Karasin, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Thượng viện Nga nói trong cuộc trả lời đài truyền hình Russia 24. Theo ông Karasin, vẫn còn một số chính trị gia Mỹ đầu óc tỉnh táo và lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quy mô rộng hơn với Nga và những mối lo ngại đó đã bắt đầu thắng thế trong chính trường Mỹ. Đó là lý do họ đặt ra giới hạn nhất định đối với chủng loại vũ khí cung cấp cho Ukraine, ông Karasin nói. Ông Karasin cho rằng mối lo ngại này cũng được cảm nhận ở nhiều nước châu Âu những nước nằm gần tiền tuyến hơn và có thể bị trực tiếp kéo vào hành động quân sự. Họ hiểu rõ rằng giới hoạch định chính sách hiện nay ở Kiev liều lĩnh và phi lý, ông Karasin nhấn mạnh, Ngày 22 tháng 12, Tổng thống Putin nói rằng Nga muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine và điều này không thể tránh khỏi việc phải có một giải pháp ngoại giao. Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp người đồng cấp Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Kiev. Mục tiêu của chúng tôi không phải là quay lại bánh đà của xung đột quân sự, mà ngược lại là chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ nỗ lực chấm dứt điều này, muộn còn hơn không, ông Putin nói. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói rằng, nhà lãnh đạo Nga hoàn toàn không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy sự sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Ông ba nhắc lại quan điểm của Tổng thống Biden về việc sẵn sàng đối thoại cho ông Putin, nhưng với điều kiện, nhà lãnh đạo Nga thể hiện sự nghiêm túc đối với việc đàm phán. Và sau khi Washington tham vấn Ukraine cùng với các đồng minh, Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng Ukraine và các nước đồng minh cho rằng đó chỉ là cách để câu giờ sau khi Moscow giáp phải một số bước lùi đáng kể.